43. Anh có thấy con nhà tôi ở đâu không cậu? Có con nào vậy? Chú mới lo gì? Chú Năm Hai, chú đi đâu đấy? Tao đến tìm con nhào. Để cháu đi tìm bố chú nhá. Mày đã làm gì con gái tao? Tao quyết sống chết với mày. Ba. Chú bỏ súng. Bỏ súng xuống. Không, tôi phải bảo vệ ngài. Dừng lại. Cẩn thận đó. Người không tin mình, họ không cho dây. Không sao đâu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vậy là tốt rồi. Con nhào đâu? Ông giấu nó ở đâu? Nói mau. Nó chưa về thiệt mà. Đằng nào nó cũng phải hầu hạ tôi hoặc ông chủ nhất. Em ráng lên. Ráng lên em. Chắc nó chưa đi xa đâu. Dạ. Vô rừng. Dạ. Dạ.